thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, kế hoạch của Bộ Công an và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014 trong 3 ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 8, cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hoàn thành các nội dung kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014. Trong đợt diễn tập lần này, Công an tỉnh đã huy động trên 1.200 cán bộ chiến sĩ ở công an các đơn vị địa phương tham gia diễn tập. Các tình huống giả định đặt ra trong đợt diễn tập đều được cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện, bảo đảm tốt theo yêu cầu của kế hoạch diễn tập. Sau gần 2 giờ đồng hồ tham gia diễn tập, lực lượng công an tham gia diễn tập đã xử lý hiệu quả nhiều tình huống như là ném đất đá, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, cảnh sát đặc nhiệm đu thả dây, sử dụng chó nghiệp vụ tại hiện trường, được lãnh đạo tỉnh, các đại biểu tham dự đánh giá cao. Đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 của Công an Quảng Bình là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Bình rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, chủ động tấn công, sẵn sàng cơ động và phối hợp hiệp đồng với các tác chiến với lực lượng chức năng, xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.